Các bạn biết một điều đặc biệt gì không? Nó xoay gập được 360 độ như thế này. Trời ơi, rất là tuyệt vời luôn mọi nhá. Và với phiên bản cấu hình cực kỳ khủng có tại trang anh laptop Core i7-7i75, RAM chạy 16GB của cứng năng là SD512GB. Màn là màn 3K cảm ứng đa điểm với độ phân giải màn hình là 3K tràn viền luôn mọi người nhá. Trời ơi, hình ảnh siêu mịn, siêu nét luôn, rất là sướng luôn mọi người ạ. Rất là sướng nhá. Dòng này thì là ông sáp kết hợp với lại khác với 9360 thì 9365 nó mang lại một cái xoay gập, một cái bản lề để không phải là họ tự làm ra một cái bản lề để xoay gập ra 360 độ như những dòng laptop cũng cao cấp khác. Nhưng dòng này thì ông Dell và ông Sharp đã kết hợp với nhau và bỏ ra một khối tài chính vô cùng lớn để có thể là xây dựng nên một cái màn tràn viền 3K cảm ứng của Dell XPS 9365 xoay gập 360 độ cực kỳ tuyệt vời này. Chắc anh phải nói rằng đây là một cú ngoặt cực kỳ lớn của thằng Dell. Và chắc chắn rồi, đây là một chiếc laptop mà phải gọi trong phân khúc cao tiền. Dòng laptop này nhá, các bạn có thể là biến nó thành một chiếc iPad đúng bằng một tờ giấy A4 luôn. Nó rất là mỏng, rất là nhẹ, rất là nhẹ nhàng và rất là tiện lợi luôn để chúng ta có thể là làm mọi cái tác vụ mà chúng ta mong muốn trong cái chiếc laptop này luôn ấy mọi người ạ. Chúng ta có thể đọc báo này, chúng ta có thể là kết nối với tất cả các cổng cắm kết nối này. Đây, chẳng anh chưa kết nối mạng nhá. Và cái gam màu của chiếc laptop này rất là mỏng luôn. Ở bên cạnh home thì nó có cái công tắc để chúng ta kiểm nghiệm thời lượng pin, biết được bao nhiêu phần trăm pin. Đây còn 2, 4, 6, 80% pin là cái đèn sáng báo pin ở đây mọi người nhé. Đây là cổng tai nghe, đây là USB Type-C. Và ở bên này thì chúng ta đang có USB Type-C, kênh thẻ SD và nút nguồn. Chiếc laptop này thì camera hai mắt nằm ở phía dưới logo Dell ở đây. Tất cả mọi người đang nhìn thấy nhá, vỏ nhôm nguyên khối, vỏ nhôm nguyên khối mặt A và mặt D đều là vỏ nhôm nguyên khối cao cấp. Và chúng ta có thể gập lại và biết ngay ở đây là một cái bàn phím LED, có LED sáng. Và chúng ta biết gì nữa không ạ? Đây làm toàn bộ bằng các sợi carbon. Trời ơi, một cái chiếc laptop mà sờ đến đâu nó đẹp đến đấy, nó đẹp kinh điển luôn. Đây là một nữ hoàng về cái dòng laptop này. Nó phù hợp với những doanh nhân, những anh chị em, những cô gái, những hot boy, hot girl. Trời ơi, những anh chị mà dùng con này thì siêu sang luôn, không một điểm gì để mê mẩn nữa. Và Trang Anh thì lần này về số lượng cực kỳ